Và bóng bóng của mình nhỏ quá hấp dẫn rồi, và đây là Trương Thanh. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bóng Chiều Học Sinh. Đây là kèo 3.4 xét đấu thứ ba, xét đấu quyết định. Phía bộ bốn bên đầy lưới gồm có bên phải là Trương Thanh, bên trái là Thanh Sang, giữa là Bình Nhỏ và chuyền hai là Trung Lý. Phía bộ ba bên kia thì gồm có Tuấn An, Thống Minh Cầu và Tú Long Hoa chuyền hai. Đây là xét quyết định đánh 16 điểm tới nha các bạn. Quá nóng hổi tại sân Cắt Cái Tây Ninh. Một trận cầu giao lưu 3.4 giữa bộ ba của Tuấn An và bộ bốn của Trương Thanh. Để rằng trong đấu xét đấu thứ ba này, đội nào sẽ giành chiến thắng? Chúng ta cùng đến với diễn biến của trận đấu xét thứ ba này. Tình huống đỡ bất một hỏng của Thanh Sang và điểm đầu tiên thuộc về bộ bốn của bộ ba của Tuấn An. 1-0. Đây là sân Cắt Cái Tây Ninh, tọa lạc tại hẻm 26 đường Trần Phú, Trường Tây, Hòa Thành, Tây Ninh. Và vừa rồi là pha phát bóng ăn điểm trực tiếp đến từ Tú Long Hòa, điểm 2-0 cho phía bên Tuấn An. Quá êm, Trường Thanh vẫn còn. Quá hay cho cái chân, nhưng rất tiếc là Thống Cầu đã không theo được tình huống cú bóng vừa rồi của Tú Long Hòa. Và điểm thuộc về phía bên bộ bóng của Trường Thanh. 1-2. Tình huống phát bóng không qua lưới của Bình Nhỏ, điểm dành cho phía bên Tuấn An. Điểm 3-1. Vẫn là Trường Thanh, và điểm thành công đến từ vị trí của Trường Thanh. Điểm số được cố gắng 2-3. Và đây là Thống Minh Cầu, vẫn còn. Quá hay, một tình huống trắng bóng có độ dừng rất tốt vừa rồi của Thanh Sang. Điểm số được quân bình các bạn, 3-3. Đó là tình huống phát bóng ăn điểm trực tiếp của Bình Nhỏ. Bình Nhỏ có những pha phát bóng khó chịu. Điểm 4-3. Như lần này thì Bình Nhỏ đã không thành công với pha phát bóng vừa rồi của mình. Điểm số được quân bình 4-4. Tốt của Thanh Sàng, điểm được nâng lên cho hai bên bộ ba của Tuấn An, 5-4. Một pha bóng hơi ngửa nhưng mà với pha xử lý bóng ra ngoài của Thanh Sàng thì điểm thuộc về với anh Tuấn An. Điểm 6-4. Vẫn còn Trường Thanh, và ông tốt của Trường Thanh, điểm 5-6. Và dứt điểm không qua lưới của Thống Minh Cầu khiến cho Trường Thanh ôm bụng luôn rồi. Điểm 6-4. Lỗ. Và vừa rồi thì anh Sang đã không bỏ lỡ cơ hội 10-10 này.
mang về điểm thứ 7 cho ví bộ 4 của Trương Thanh. Điểm 7-6. Thuận An và cho bóng thành công đến từ Thanh Trang. Điểm đã được nâng lên cho bên bộ 4 của Trường Thành. Điểm 8-6, hai đội ra sân luôn nha các bạn. Thổng Minh Cầu chống trắng vẫn còn. Tiếp tục là cơ hội của Thổng Minh Cầu, chưa được luôn. Cơ hội vẫn còn dành cho Trường Thành. Đó là pha chăn bóng thành công đến từ Thổng Minh Cầu. Điểm số được rút ngắn còn 7-8. Một tình huống lộn xộn trên sân nhưng mà bàn thắng đã thuộc về phía bên Tuấn An. Điểm 7-8. Các bạn đang xem trên kênh Bóng Chuyền Học Sinh. Nếu thấy hay hãy cho mình một like, một share và một đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Trường Sang, đội bạn đó là Thanh Sang. Khi mà sự kết hợp của Thanh Sang và Trường Thanh khiến cho mình bình luận nhiều khi nó rối thành Trường Sang, các bạn thông cảm giúp mình nhé. Điểm 9-7. Đó là pha phá bóng ăn điểm trực tiếp đến từ bên nhỏ. Bóng đi thẳng vào máy quay luôn, khiến cho mình phải né bên bên này. Điểm 17. Quá khó chịu những pha phá bóng của bên nhỏ. Và đó là pha dứt điểm tốt của Tương An. Khi qua biên trái, Tương An đã dắt hết đường A qua phía bên đây luôn. Quá khó chịu những pha lên bóng của Tương An. Điểm 80. Đây là Trường Thanh. Bóng lọt trắng của Tuấn An, lọt nắp của Tuấn An xuống luôn. Và điểm số hiện tại là 11-8. Bên nhỏ phát bóng không qua lưới rồi. Điểm 9-11. Khoảng cách bây giờ là 2 điểm. Khá chá cho phía bên kia các bạn. Giờ có một bên ánh sáng nên hơi chá. Lần này thì Thổng Minh Cầu đã chắn bóng thành công với pha dứt điểm của Thanh Sang. Điểm 10-11. Và 1-0 được tốt của Thanh Sang. Và đây là cơ hội được trao về cho bên Tuấn An. Vẫn còn. Ai đây? Thanh Sang nhưng mà ra ngoài. Cơ hội tiếp tục Tuấn An. Chưa được luôn. Quá hấp dẫn rồi. Và đây là Trường Thanh. Đó là pha dứt điểm tốt của Trường Thanh. Và những cơ hội đã trôi qua đối với huy huynh bộ ba của Tuấn An. Nhưng mà pha điểm cuối cùng của Thanh Sang bóng đi quá quy lực khiến cho Thổng Minh Cầu không thủ được nha các bạn. Điểm 12-10. Trận đấu đã trở nên nóng lên. Và vừa rồi đó là tình huống phát bóng ra ngoài của bên nhỏ. Điểm 11-12. Thanh Sang vẫn còn. Tiếp tục là Thanh Sang. Bóng đã chạm tay trắng của Thổng Minh Cầu ra ngoài.
đến 13-11. Và đây là Tuấn An, bóng trong sân. Điểm 12-13, những điểm số quyết định cực kỳ hấp dẫn nha các bạn. Điểm 12-13. Thành Sang, bóng chạm tay trắng của Thông Minh Cầu, Tuấn An ra ngoài. Như vậy là bóng chạm tay trắng của Tuấn An ra ngoài các bạn. Điểm 14-12. Điểm 14-12. Quả bò vẫn là Tuấn An, bóng chạm tay trắng ra ngoài, điểm cho bên Tuấn An. Điểm 13-14. Quả đang tiếc cho Tú Long Hòa với pha bóng không qua lưới vừa rồi. Điểm thuộc về bộ 4 của Trường Thành. Điểm 5-3 là các bạn. Điểm 15-13, điểm số quyết định dành cho phía bên bộ 4 của Trường Thành. Điểm kết thúc trận đấu. Quá hay, một tình huống bắt bóng ăn điểm trực tiếp đến từ Bình Nhỏ. Và cũng kết thúc trận đấu thứ 3, chung cuộc phía bên bộ 4 của Trường Thành giành chiến thắng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu ta hay hãy like, share và nhấn đăng ký kênh ủng hộ nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.